chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh. Hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một chiếc máy, một cái bản nâng cấp của Akai 1800. Đó là cái con Akai M9 này. Đây, đầu tiên thì em sẽ quay sơ cho anh em xem về cái mặt phía trước của nó ha. Toàn bộ cái thân của em này được bao bọc bởi cái thân gỗ rất là đẹp. Máy của chúng ta là đẹp keng, rất là mới luôn. Em coi cái phần gỗ nè. Có một cái thiết kế tương tự 1800, chúng ta cũng sẽ có một cái loa nằm ở phía bên hông như thế này. Em này sử dụng đa dòng điện luôn nè. Germany nè, Hồng Kông, Italy, Tàu Băng, Mexico, đây là những cái nước mà xuất khẩu qua. Hôm nay em nói sử dụng đa dòng điện, hiện tại em đang setup là điện 220V. Còn đây là mặt trước gỗ của nó nè. Rồi bây giờ em sẽ tháo ra cho anh em xem thử cái mặt bên trong. Ở phía bên hông này chúng ta sẽ có hai cái phần nắp. Em quay kỹ lại cho anh em xem cái phần này. Chốt của nó còn quá là đẹp luôn. Gỗ này. Đây là Akai ha. Rồi M9 nè. Đẹp xuất sắc luôn. Mặt trước rồi gỗ của nó rất là liền lạc luôn. Thậm chí ngay chỗ cái đường vành này nè, thường là nó sẽ bị chạy do cái phần bị ăn của chúng ta nó quay. Còn cái con này nó không bị luôn. Điều đặc biệt của con này chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi. Đến từ con 19 chúng ta sẽ có hai cái đèn vu rất là to. Rồi bây giờ thì em sẽ gắn cái phần băng vào để test chất âm cho anh em xem. Con này đẹp xuất sắc nha anh em. Rồi đây là hình ảnh sau khi mà chúng ta gắp băng. Về kích thước cái con 19 này nó sẽ dài hơn so với con 1800. Và bố cục của nó phân ra rất là rõ ràng, mạch lạc như LED, Bright. Và đây là đồng hồ của LED và dưới đây cũng sẽ là đồng hồ của Bright. Về cái cách thao tác của cái con 19 này nó cũng sẽ tương tự như cái con 1800. Cũng sẽ có những cái chế độ play, tua băng và cái phần âm thanh đây, 4 cắt chơi băng 7. Rồi bây giờ em sẽ lay nha. Đầu tiên thì em sẽ mở cái phần nó lên, phần power nè. Đây sẽ có thêm cái chế độ bass và flat nè. Và em sẽ lay ha. Anh chết trong em suốt một đời. Này mới tinh. Sorry anh em, bây giờ em sẽ tháo cái phần loa ra. Quên mất. Rồi mời anh em thưởng thức chất âm nha. Tìm
tình trong chất ngon ngào. Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Đây là clip test thôi, em sẽ làm một cái bài review cũng như là đánh giá chi tiết về cái con AKM9 này. Rồi, hẹn gặp anh em ở những video clip tiếp theo nha. Đừng quên like cũng như là subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một cái sản phẩm nào nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Yeah.